đây, sau khi ăn xong món gà Origin bữa trước thì mình đã tìm ngay được một quán pizza mới mở. Quán mới mở được gần 1 tháng với một cái tên rất là sang chảnh, đó chính là San Diego Pizza and Greens. Không biết là mình có đọc đúng không nhưng thôi bỏ đi. Hãy cùng mình vào khám phá xem nhà hàng có sang chảnh trên xả như cái tên của nó không nha. Let's go! Đây, một chiếc pizza size lớn siêu to khổng lồ, dày đặc phô mai luôn này. Pizza được hóa ra vẫn còn nóng hổi và được đặt trên một tấm gỗ rất là đặc biệt. Ở trên này thì có dứa này, có thịt gà này, có thịt bò, có hành, có ớt và có cả thịt nguội nữa. Rất là hấp dẫn. Cái chi ở bên trên này thì nó được nhập khẩu từ tận New Zealand đấy. Bây giờ thì mình sẽ ăn nha, xin mời tất cả các bạn. Pizza ở đây thì có 3 size nha các bạn, có size L, size M và size S. Ở đây thì mình đã gọi size L, size lớn nhất. Cái miếng pizza này nó thơm này, mềm mềm, ngậm miệng luôn ấy. Ở cái đế của nó thì rất là giòn, ăn rất là vừa miệng. Cái phần phô mai của nó thì nhiều kinh khủng luôn ấy. Bạn nào mà sợ béo thì không nên ăn nhiều đồ có phô mai nha. Còn mình thì không hề béo nha. Ở trên này thì có rất là nhiều dứa này. Cái mùi dứa thì rất là thơm. Nó có vị ngọt ngọt nữa. Mình cảm nhận được cái vị của thịt gà và thịt bò nữa này. Rất là ngậy. Ok, bây giờ thì mình sẽ cho một chút tương cà lên xem là nó có khác gì không nhé. Đấy, tất cả ở đây là của hãng Cholimix nha. Cái hãng này thì mình chưa nghe bao giờ. Chắc là ăn rất là ngon. Mình rất là thích ăn tương cà. Có bạn nào thích ăn tương cà giống mình không? Mình nghĩ là một số bạn sẽ thích ăn tương ớt hơn là tương cà. Còn mình thì không ăn được cay nên mình sẽ chỉ ăn tương cà thôi. Mình cảm giác là cho cái tương cà này lên thì nó ăn sẽ đậm vị pizza hơn. Ăn nó ngọt ngọt, có một chút vị của cà chua. Mùi tương cà rất là thơm. Mình lưu ý với các bạn nha, từ ngày 22 tháng 8 thì nhà hàng San Diego bắt đầu chương trình khuyến mại siêu khủng với mua 1 tặng 1 pizza size cỡ lớn vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần. Và các chương trình combo như là thứ 3 thì có combo 199k này và combo 169k vào thứ 6 hàng tuần. Đối với các đơn hàng đặt hàng mang về với bán kính là 5km thì nhà hàng sẽ khuyến mại free ship. Các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết thì hãy vào trang San Diego Pizza and Green để biết thêm nhiều khuyến mại khác nhé. Nói chung về tổng thể thì đồ ăn ở đây ngon lại còn rẻ nữa. Đối với pizza size lớn như mình gọi thì chỉ có 175k, với pizza size nhỏ thì chỉ có 85k và pizza size vừa chỉ có 125k. Không gian ở đây thì đẹp, hiện đại, thoải mái, toàn màu đỏ với màu cam.
nhân viên thì dễ thương, nhiệt tình, nói chung là duyệt. Nhớ ghé qua đây ăn và thưởng thức tất cả các món của quán nha. Còn bây giờ mình phải kết thúc video tại đây rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.